Quý vị đang cùng quay trở lại với tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay Mà nữ ca sĩ Cẩm Ly sẽ gửi đến cho quý vị Nhưng có một điều đặc biệt mà chúng tôi muốn quý vị có thể theo dõi và đồng hành ngay từ bây giờ Đó là trên sân khấu có ba người học trò của nữ ca sĩ Cẩm Ly Chúng ta sẽ ưu tiên cho cô gái đang gần nguyên Khang nhất Hôm nay thì rất là tươi tắn và chơi đàn tranh Chắc là quý vị cũng đã nhận ra đó chính là nữ ca sĩ Thiện Nhân Xin chào Thiện Nhân và em xin chào anh Nguyên Khang và tuần tất tất cả các quý vị khán giả hôm nay ạ. Vâng, cô bé nhỏ nhắn xinh xắn ngày nào quán quân của dòng hát Việt Nhí bây giờ đã trở thành một thiếu nữ rồi thưa quý vị. Chú lại thấy con đánh đàn tranh á, cho nên là chú hơi bất ngờ. Con học đàn tranh lâu chưa và vì sao con lại bén duyên với lại cái nhạc cụ dân tộc này? Ừ dạ thưa chú là con học đàn tranh cũng lâu rồi và à nhờ sự dìu dắt của chú Minh Vi đã biến duyên cho con với đánh cái đàn tranh này. Chú Minh Vi thấy các bạn học trò nào là gửi đi học nhạc cụ dân tộc để đào tạo đầu tư cho tương lai hết đúng không ạ? À? Ngoài đàn tranh, chú Minh Vi còn chiêu dụ con học môn đàn nào khác nữa hay không ạ? À? Thì chú biết bên kia hình như có người chơi hai nhạc cụ lớn ừ, dạ thế chú là chưa. Chưa đúng không? Chắc tương lai chú sẽ chú sẽ bỏ con học thêm một số nhạc cụ nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bên đây chàng trai hot boy của chúng ta đó chính là Minh Tài à uh, minh tài hình như anh được biết là em là người trong nhóm cậu trưởng nhóm mà biết nhiều nhạc cụ nhất đúng không dạ đúng rồi ạ em biết tổng cộng bao nhiêu là nhạc cụ em biết uh, được đàn tranh đàn bầu uh, đàn tứ đàn tơ rưng như vậy tương lai biết đâu em sẽ trở thành nhạc công biết nhiều nhạc cụ nhất việt nam <laughs> bên cạnh cái giọng hát của mình rồi bây giờ thì cho anh hỏi là hôm nay là em đánh cây đàn bầu em học đàn bầu chắc là lâu nhất đúng không Dạ đúng rồi ạ, em học đàn bầu cũng song song với đàn tranh đó là 4 năm rồi. 4 năm rồi đúng không ạ? À? Hay quá. Vừa đẹp trai vừa nói nhỏ nhẹ mà lại chơi nhạc cụ hay nữa. Bây giờ tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Mai Chí Công. À, Mai Chí Công thì là đợt trước là anh thấy em chơi một nhạc cụ khác, bây giờ là một nhạc cụ khác nữa. Dạ em chơi cũng cũng như anh tài là em chơi cũng nhiều nhạc cụ, em chơi chính là đàn bầu anh nghe bảo là giờ chú Minh Vi bảo là hình như là em còn đang chuẩn bị luyện giọng miền Nam nữa đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Tại sao vậy? Tại sao lại các câu chuyện là phải uh, luyện sang giọng miền Nam? Dạ, chắc có thể là chú muốn em có thể hòa nhập và có thể là nói được giọng miền Nam uh, để mọi người uh, dễ nghe hơn. Tại vì là giọng của em thì ở uh, Bị uh, vùng miền, hơi bị vùng miền một tí Rồi, nói một câu giọng miền Nam cho anh nghe thử à, quên Nói một câu giọng miền Nam cho chú nghe thử coi Anh chắc chưa? À, chú chắc chưa? <laughs> chú chắc rồi, đòi. chú nghe thử một câu giọng miền Nam của con coi uh, Mai Trí Công uh, Có thể chơi rất là nhiều nhạc cụ uh, Mong tất cả mọi người cùng ủng hộ Mai Trí Công nha <laughs> Cũng có cố gắng thưa quý vị và bây giờ không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng quay trở lại sân khấu và với phần hỗ trợ của ba nhạc của nhạc sĩ Duệ Hùng và ba người học trò của mình trên sân khấu, mời quý vị sẽ cùng đến với những tuyệt phẩm hay nhất, những ca khúc trữ tình xưa và nay của cặp đôi song ca nữ ca sĩ Cẩm Ly và nam ca sĩ Quốc Đại.